Thì cái người nuôi nuôi trùng á, nó sẽ có rất là nhiều lợi ích nếu chúng ta biết tận dụng và phát huy hết những cái giá trị của nó, từ phân trùng bể bón cho cây, cải tạo đất, trùng thịt để làm thức ăn chăn nuôi, hay là chế biến thành dịch trùng quế làm dịch trùng quế phun xịt tưới cây, hoặc là dịch trùng quế làm thức ăn phối trộn cho gà, cá, tôm, lươn ăn. Đó, đó là những sản phẩm giá trị gia tăng mà chúng tôi đã và đang tiến hành để phục vụ cho bà con nông dân, những trang trại trồng trọt theo hướng hữu cơ, an toàn, Việt Gap, Global Gap, thì chúng tôi đều hỗ trợ và tư vấn suốt cái quá trình mà sử dụng những sản phẩm của bên tôi. Và hình ảnh một chút nữa đây mọi người sẽ xem là một cái nhu cầu khác ngoài cái việc trồng trọt bón cây cho vật nuôi ăn trùng ra, thì một cái sản phẩm mà trong những cái dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 hay là sắp tới là Quốc Khánh á, là anh em cần thủ, người ta cần rất là nhiều, bởi vì trong cái môi trường tự nhiên á, cái con trùng quế, cái con trùng đất hàng ngày càng bỏ đi, nó vô những cái nơi hoang vắng nó ở, nó không còn ở vại đất như ngày xưa mình cứ đào xuống ở chỗ lưu chỗ thạp là có trùng rồi có mồi đi câu, thì cái việc tìm trùng đất để làm mồi câu rất là khó. Chính vì vậy nên chúng tôi đã cố gắng đáp ứng nhu cầu của những anh em cận thủ là tạo ra và chọn lọc bắt những cái con trùng bố mẹ to khỏe để làm mồi câu cung cấp cho anh em cận thủ khắp khu vực miền Trung và miền Nam. Còn ở khu miền Bắc thì nhiều khi xa quá chúng tôi chưa thể đáp ứng được, thì có thể là trùng sấy khô hoặc là dịch trùng quế chăn nuôi để tạo mồi làm mồi câu thì sẽ đáp ứng cho các anh em cận thủ ở xa ở ngoài Bắc. Và đây là hình ảnh của cô đang bắt và lựa từng con trùng to à, bắt và lựa từng một con trùng to để mà làm mồi câu, trùng mồi câu mọi người thấy không, rất là cực nha mọi người à, trùng nhỏ thì để lại nuôi và trùng to, trùng bố mẹ, trùng trưởng thành thì chúng ta bắt ruột tỉa lựa lại. Những con trùng này là đạt chuẩn làm trùng mồi câu nha mọi người. Thì giá trùng làm mồi câu cũng rất là mềm, mọi người có thể liên hệ chúng tôi sẽ cung cấp trùng mồi câu, dịch trùng để phối trộn thức ăn cũng rất là hợp lý. Đấy. Thì khi mà mọi người nhìn thấy cái cảnh mà bà con ngồi nuôi trùng xúc phân rồi bắt trùng thế này, mọi người mới trân quý được cái sản phẩm phân trùng nó cực, khi mà muốn thành phẩm để cung cấp cho những cái nông trại, việc mà 1 ký phân bán ra thị trường 1.000 mấy bạc 1 ký thì thực sự rất là cực luôn. Đấy, nên chúng tôi đang cố gắng để làm gia tăng giá trị của con trùng lên bằng cách đó là làm dịch trùng quế cho trồng trọt chăn nuôi và cám trùng quế, trùng sấy khô hay trùng đông lạnh để vận chuyển đi xa. Còn đây là sản phẩm mới là trùng mồi câu ha mọi người ha.